một mùa giải khép lại với một kết thúc có thể nói là buồn với cổ động viên của Arsenal. Nhưng đừng thất vọng, bởi đây là những cầu thủ trẻ, họ không chỉ là hiện tại, họ còn là tương lai của Arsenal. Và anh nhìn cách những cổ động viên của Arsenal hô vang tên của đội bóng, hô vang tên của Arteta, của những cầu thủ Arsenal, họ vẫn còn rất nhiều sự tin yêu cho đội bóng này. 89 điểm là những gì mà Arsenal đã có được để khép lại mùa giải năm nay. Họ xuất sắc hơn so với chính họ trong mùa giải năm ngoái. Tiếc nuối nhưng xin đừng thất vọng. Arteta đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Và phải nhắc lại là Arsenal đã thua trước Man City, thua trước một đội bóng của Pep Guardiola, một đội bóng với rất nhiều sự vượt trội hơn so với Arsenal. Chúng ta sẽ còn tiếp tục giữ sóng, tiếp tục theo dõi những hình ảnh này, những hình ảnh cuối cùng trên sân Emirates trong mùa giải năm nay. Có thể hiểu được sự hụt hẫng của Mikel Arteta. Mùa giải năm nay Arsenal đã có số trận thắng nhiều hơn mùa giải bất bại của họ, có những thông số ấn tượng hơn ở trên cả mặt trận tấn công lẫn số trận giữ sạch lưới so với chính mùa giải bất bại của họ 20 năm về trước. Nhưng họ cũng đã đánh rơi những điểm số, đó là những trận thua trước Newcastle, hai trận thua trước Aston Villa, thất bại trước West Ham và một thất bại trước Fulham. Điều quan trọng ở Arsenal là hãy nhìn về tương lai. Từ năm 2007 và 2008 đến giờ thì chúng ta mới lại nhìn thấy có một câu lạc bộ về nhì trong hai mùa giải liên tiếp. Những giọt nước mắt đã rơi, sự ngậm ngùi của Mikel Arteta. Cùng lúc này trên sân Etihad, các cổ động viên của Manchester City đã tràn hết xuống sân. Tobiasu ngày hôm nay đã có một bàn thắng quan trọng để rút ngắn những gì mà Man City tạo ra cho Arsenal. Đó là bàn gỡ hòa của Tobiasu. Cả hai bàn thắng của Arsenal trong ngày hôm nay, người kiến tạo đều là Martin Odegaard, đội trưởng của họ. Các cầu thủ Arsenal đang có những sự động viên dành cho nhau. Một đội hình trẻ trung, một đội hình đã tiến bộ, đã bản lĩnh hơn nhiều. Giờ cũng là lúc mà Arsenal nói lời cảm ơn với những cổ động viên của họ, những người đã dõi theo đội bóng trong suốt mùa giải này. Nếu bạn còn nhớ thì vài năm trước, trong một trận thua của Arsenal, đã có nhóm những cổ động viên ra về, nhóm những cổ động viên để lại những khoảng trống rất lớn trên khán đài. Trong ngày hôm nay, trong một ngày mà Arsenal đã không thể nâng cúp, những cổ động viên của họ vẫn hiện diện ở đây, vẫn sát cánh ở đây cùng với các cầu thủ cho đến những phút cuối cùng, cho đến những giây cuối cùng của mùa giải. Mùa giải năm nay, 4 vị trí ở trong nhóm dẫn đầu đã được xác định.
đó là Man City, đó là Arsenal, đó là Liverpool, đó là Aston Villa. Thất bại trong mùa giải này sẽ là bài học cho Arsenal ở những mùa giải tới, khi mà những cầu thủ cũng sẽ trưởng thành hơn và Arteta cũng sẽ có thêm một năm nữa gắn bó với Arsenal. Trong khi đó, Manchester City có lần thứ tư liên tiếp đăng quang. Họ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử 135 năm của giải đấu hàng đầu nước Anh lên ngôi vô địch trong 4 mùa liên tiếp. Đây là mùa giải mà Arsenal đã thắng 28 trận. Không một mùa giải nào ngoại hạng Anh mà Arsenal lại sở hữu số trận thắng nhiều như vậy. Ngay ở trong mùa giải bất bại của họ cách đây 20 năm thì họ thắng 26 trận chứ không phải là con số như hiện nay. Bukayo Saka đã không thể ra sân trong ngày hôm nay vì một chấn thương cơ. Arsenal vẫn chiến thắng nhưng khó khăn hơn khi thiếu vắng Bukayo Saka, người đóng góp 16 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trong mùa giải tại sân chơi cao nhất của bóng đá Anh. Những hình ảnh cuối cùng trên sân rộng Emirates của câu lạc bộ Arsenal cũng sẽ thay cho lời chào kết chúng tôi gửi đến các bạn. Arsenal không giống như những câu lạc bộ khác, không có những cuộc chia tay người đau buồn như chúng ta đã nói. Martin Odegaard, tập thể trẻ, và bây giờ thì chúng ta hướng đến những sự vinh danh. It's been a truly incredible campaign. Thank you on behalf of all of the supporters for taking us on this ride. It has been absolutely incredible. How proud are you of this team? Look, I think we're all a little bit disappointed at the moment, to be honest. I think we've been fighting so long, you know, for the big dream, and we're so close. But at the same time, I'm so proud of the boys. I'm so proud of everyone at the club, the fans. Câu lạc bộ này, các cổ động viên nữa. I'm so proud of the progress we are making. When I first came here, yeah, all the way to until today, it's such a big difference, and we've changed the club. I think you all believe in us now, and yeah, to be honest, I can't wait to come back after the break and make you guys even more happy. That's the big goal. Well, that's one of our mottos at Arsenal, isn't it? Always forward. Plenty to take into next season, Martin. Yeah, I think we're on a good way. We were closer than last year, but now we have to use the break and come back even stronger, even more hungry, and we're going to push to win everything. And just lastly, Martin, you mentioned these incredible supporters, both home and away, and Emirates Stadium has been rocking this season. What is your message to our incredible fans, not only here at Emirates Stadium, but all over the world?
Yeah, honestly guys, I can't thank you enough for everything. Thực sự là tôi không thể cảm ơn các cổ động viên đủ nhiều được. Sự ủng hộ mà họ dành cho chúng tôi. Tất cả các trận đấu, đặc biệt là sân nhà, ở một cái hoàn toàn khác. Chúng tôi thực sự yêu quý tất cả các cổ động viên rất nhiều. Martin Odegaard. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những hình ảnh này, trừ trận đấu giữa Arsenal và Everton. Và đến đây chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt trong mùa giải năm nay, một mùa giải quả cảm của Arsenal. Hẹn gặp lại trong mùa giải tới, trong hành trình mới của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Please welcome the man who has overseen these incredible records being broken. It's our men's team manager, Mikel Arteta!